Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Monly. Thì Monly thì mình nhận được 200 token may nè. Thì mình có một cái dự án là nhận 370.000 token may nè bạn. Thì token này sẽ list trên sàn KuCoin và CoinMarketCap. Thì trên dự án này nó có hai con bot thôi bạn. Thì mình coi như cái này gao hay đi các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chat cho bot nữa. Rồi các bạn bấm vào continue, các bạn lưu bấm 8, nó không có để gấu 2 nhưng mình coi gấu 2 đi các bạn. Rồi, này trên nguồn gấp 6 quá. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn chọn kênh gấp kênh trailer nè. Mình chắc chọn rồi, chưa chọn. Rồi, tiếp tục xuống tiếp kênh trailer nè. Sau đó bạn mới đập nè. Tiếp tục follow Twitter và Twitch nè. Đúng rồi. Rồi các bạn like và các bạn Twitch lên nè các bạn. Sau đó bấm Don nè. Sau đó thì có seller bấm Don nè. Sau đó các bạn điền lại username Twitter của các bạn nha các bạn. Sau đó họ có cho tiếp kênh seller không thì bạn bấm Don, trình ngủ gấp 6 qua gần. Sau đó các bạn gọi địa chỉ BNB sẽ mở trên B20 trên YouTube Collect của mình nè các bạn. Một giá mà có hai con bot thì trời. Rồi, thì mình balance mình đã nhận được 200.000 token may nè các bạn. Bạn gì lên ghép như xe trong bè những thằng mới kiếm tôi cần các bạn. Vậy video này đang kết thúc, mình sẽ về hoàn hiện tất cả các bạn những video clip tiếp theo được nhé.